cân ạ. Cái này giống như rượu người ta hay đi ăn đám cưới. Siêu quân, uống đi siêu quân. Từ từ mày. Quay câu đó lên chút. Này là hôm nay Đức Cá Chê mày bận với mấy bạn rồi nha. Đức Cá Chê có việc trong đêm. Có việc với bạn gái. Ngó lên trời, trời cao. Go go go. Má sợ cái này giờ khách anh Duy uống hết cái chậu nước này. Dễ. Uống được. Tao uống được mà lau bụng. Thêm đường mày. Thêm đường. Ngoài đường vô ngọt cái đáy đường chân. Cái gì? Đường á. Thôi khỏi. Thôi bộ tao rồi. Nấu đã mới bỏ chứ. Anh Duy biết làm rau câu mà mày kinh nghiệm gì vậy? Rồi. Khỏe lắm. Rồi bột này thơm á, bột này mua. Bột, bột vô là bột nó này, có bột bột nè. Bột này thơm những mùi sô-cô-la với mùi sữa béo nha các bạn. Xàm ghê mà, đây có sô-cô-la. Mùi thơm của rau câu sô-cô-la. Ui, nó bột lên. Bột lên. Quẩy quẩy. Quẩy đây quẩy giúp chuẩn tăng. Chiều, chiều đợi Nguyên. Chiều anh về hay là đây? Đi đây vô nhìn chiều. Đi về nhìn Nguyên. Mày 3 giờ về đúng không? 3 giờ anh em ra đó nha. 3 giờ nó ra về rồi. Lùi lại chút. 3 giờ anh em mình về. Ý ơi! Alo, mẹ hợp đợi con tí không về nha. Đây bao ký khác rồi gọi. Nồi luôn ha. Ăn bể bụng luôn. Một nồi sữa béo dành cho những anh em mình nha. Vậy là tụi mình đem nấu nha bạn. Xả bình khí độc. Xả khí độc cho đi. Dạng này mấy đại gia YouTube mà. Bớt. Mày thấy mùi xì tin không thơm nhỉ? Bay mùi ra đây nhé. Mùi mùi tiết. Mùi tiết kia. Giờ nóng rồi trời, khuấy cho nó sôi luôn nha bạn. Ông đào cho. Gì mày? Gì ông đào cho. Lùn lắm mày. Quá tự nhiên ông đào. Đúng rồi. Rồi giờ chờ cho nó sôi nha bạn. Xôi rồi nha các bạn. Mày mày chạy thôi mày. Để cho nó đông nha nha. Là gì múc ra. Đủ vô chai đấy hả? Ủa xôi sụp sụp luôn mà. Đông vào chai, chân ngược lại chai. Mạnh à. Mạnh à. Đừng chơi kiểu vậy. Tôi ngọt trong này luôn. Đừng, lũng mà em chơi. Bọn nó ngâm vô chai nó khỏi bị méo nha bạn. Sao đã bị méo luôn. Ấy cái này còn nóng không? Thương em, anh còn nóng dại. Ừ, ngon. Đã quên chung mày làm như mày. Ngon quá các bạn. Chấm thêm miếng nước luôn. Rồi, nồi đây đặt vô. Rồi. Đúng rồi các bạn. Cái này mình. À,
Chị tin đâu rồi nha? Làm 12 giờ trưa. Đây mình cầm ra bớt cho. Đâu rồi, lấy ô sữa ông thỏ ra, lấy sữa ông thỏ ra. Chưa khui nữa. Là 12 giờ trưa, 4 giờ chiều ăn cùng là ủa giờ không? Vì mày sẽ không nước được hay. Mày đâu muốn luôn. Cắt luôn hả? Cắt mấy? Cũng mẹ mỗi lần ăn dục mấy cái chai. Chứ chẳng lẽ ăn để cho lại. Cái nhảo. Đồ con mình nhảo. Đúng không? Gà, không cách gì chống chảy nước mắm không? Cái này chống cắt thịt đó anh gì? Cắt thịt xì tin. Anh gì đang cắt một miếng thịt siêu mỏng. Cho tiểu đường nhịn đây. Bây giờ mình tới kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký, bye bye.